Trần Hưng Đạo, tọa lạc tại ấp Tà Lốc, xã Sơn Kiên. Toàn bộ khu di tích có diện tích 2.300 m². Chú, cái này là mức độ trồng để mình bán cho thương lái hay là sao? Xây dựng theo kiểu tham quan, có một cây kiến và hai cửa phụ hai bên. Từ khi thành lập đến nay, hàng năm nhân dân tổ chức lễ cầu an tại đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Trong cái gieo có lấy ở miền ngoài bên lễ cầu Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào ngày 30/8. Lễ hội tại đền là ngày hội lớn không chỉ đối với nhân dân trong vùng mà còn thu hút đông đảo nhân dân từ nơi khác về dự lễ và tham gia trong trò chơi dân gian. Những ngày này, ban bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đền cái này gieo bao lâu mới được mà mấy gì chú? 3 tháng hả? Dạ. Mùa này mình trúng không chú? Rồi. Dạ, sống được. Dạ. Cái này chú làm bằng lâu chưa chú? 7-8 năm à, 7-8 năm rồi hả? Rồi giờ là đi phun thuốc sâu hả chú? Ở đây là có nhiều bà con mình làm cái này không chú? À, dạ. Cái này là đất của mình luôn hả chú hay là mình mướn chú? Do đồ học hỏi của nhân dân. À dạ. Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng cho đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài truyền hình Thanh Hiền Hòn Đất, phát trên đài Hòn Đất FM, nhất thành phố Chí Linh, Hòn Đất FM. Theo bản tin vừa đưa tin, đây là chú thuê, chú không thuê mà chú người ta cho chú mượn để mà trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành khung lịch thời vụ mùa đối với vùng khu Bình Thuận đợt hai. Đây là sát khu quốc lộ 80 luôn. Đối với các vùng chủ động được nguồn nước tưới cứu vụ. Với công trình đợt 1, gieo cả từ ngày 5 đến ngày 20/9/2017. Đối với các ruộng dùng của Minh Thượng, ảnh hưởng mặn có nhiều mùa đông xuân. Đợt 2, từ ngày 5 đến ngày 20/10/2017, đối với các ruộng dùng của Minh Thượng. Đây là cây xe cừ nè các bạn. Ở đây thì lấy vào chứ không có trồng được ở đây. Hồi đó giờ bác bỏ này luôn hả hay là có làm khác không? Không. Dạ. Ủa bác vậy là nếu mà gieo vậy đó là bán cho thương lái hay là bác tự bán? Làm hợp đồng á. À, hợp đồng á mà cũng có tự bán nữa. Mà điện mình chở tới chỗ.
nói chung là dạ, do mối đó đa số đó. Dạ bác ta. Ủa vậy bác, cái này nếu vậy là bác trồng nhiều loại khác nhau không? Con thấy có khoảng nhiều loại lắm. Dàm, dàm thường rồi dàm kia là như là dàm Đà Lạt hả bác? Dàm út, dàm Đà Lạt. Dàm út, dàm Đà Lạt. Bạch đàn. Bạch đàn riêng nữa hả bác? À dạ. Rau dầu sạch cũng có. À dạ. Xà cừ cũng có luôn hả bác? Có luôn. Cái đó thì ai cần thì mình muốn mang tới. Mà xà cừ là bác trồng ở đây hay là? Không. Xà cừ là mình lấy về. À mình lấy về hả bác? Dạ. Ủa bác, rồi mấy cái địa điểm này là mình thuê hay là sao? Nhà. Nhà bác luôn? Ở đất nhà. Dạ. Làm này là thấy sống được không bác? Được. Ổn hả? Dạ. Con thấy quá trời luôn. Tại vì con á thì đi làm hợp tác sản xuất tại. Ủa là bác? Tổ hợp tác sản xuất cây giống. À, có. Quá số 8. Số 8 hả bác? Vậy làm bên cái khu này luôn hả bác? Ừ, tới mà 20 hộ luôn mà. Nhưng mà bên sông rồi đa số. Sông á. Tại con thấy ở đây là con thấy nhiều nè. Dạ. Vậy là bên cái tổ là sẽ có ký một cái hợp đồng bao tiêu ghi. Có. À, dạ không, vậy là ổn quá. Dạ. Cháu hả bác? Dạ ngoài. Dạ. Cho con quay vòng vòng chứ nghe. Dạ, con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác nè. Địa chỉ của mình là ấp số 8, thị trấn xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất. Ở đây có nguyên cái tổ luôn nha. Dạ. Nếu mà các anh chị cô bác nào có muốn tham quan hay mua gì đó thì có thể ở đây để mà mình mua để mà tham quan luôn. Thank you.